À vâng. Đây bé Ruby ngồi chung với ông ngoại nha. Đây mới là gọi là ông ngoại của bé Ruby nha cả nhà. Đó. Hai ông cháu rất là đẹp luôn. Ông cũng đẹp mà cháu cũng đẹp luôn. Cháu ngoại là số 1 nha. Dạ. Này bé, này bé chồng cũng quay quay thì đó, ở đó đó. Này bé Ruby hóa thành ông ngoại năm. Ông năm 17 cây nè. Dạ. Cây tháng 12 nè. Dạ. Năm 2023 nè. Dạ. Nay là tổ chức một chương trình gọi là chương trình tạp chỉ đó của Kim To tổ chức có Hồng Nhung, Ngọc Phượng, Tiểu Linh rồi này đó, và khán giả cô bác anh chị tới đông đủ lắm. Dạ. Hôm nay là con thấy là tới đông lắm nha chú. Tới tới mà sắp em ghế nè. Không có ghế ngồi, sắp em ghế nữa. Đi đâu vậy? Con đi đâu vậy? Con đi đâu vậy? Sắp em ghế nữa chứ không có ghế để mà ngồi luôn mọi người. Đây, sắp em ghế này. Mấy ghế này là sắp sẵn trước nè, số có số rồi. Sắp em ghế để ngồi nè. Đó. Khán giả là tới rất là đông. Bên đây là đây, qua đây qua cho mọi người xem. Đây là mình để ý có khán giả của quán bún bò tới cũng ủng hộ xem ca nhạc. Dạ. Tới này chị thấy tới đây chị thấy sao? Đây khán giả tới đông chị. Và chúng tôi đã cảm ơn chúng ta vui lòng hỗ trợ những người và hiện tại thì quý vị đang có vé bên ngoài hãy nhanh chóng tìm thành công. Chương trình chúng ta cũng 1 phút để diễn ra nha quý vị, đúng 1 phút nữa sẽ diễn ra. Dạ, wifi đây là cô. Wifi đây là cô. Wifi đây. Ủa cái này hả? Để con kết cho cô ơi. Anh ơi, còn máy không có lợi. Dạ, thôi để con làm cho cô ơi. Dạ giờ chắc vô tao gần hết rồi cả nhà, đông lắm. Wow, con sóng quá đẹp luôn cả nhà ơi. Coi con mình hát cười quá trời. Ra cái đầu đứng vậy luôn hả? Cổ đồ này quá.
gái quay quá trời luôn. Chân ta tức giọng bồi hồi, thấy chân ta còn mê. Chân chân như không có sao tức giọng bồi hồi. Cái đồ bi đang mì cho cả nhà. Cái đồ bi đang mì. Ông ngoại quay con nữa, ông ngoại luôn. Vẫn chưa có biểu diễn nữa nha. Rồi đây quay cô sáu với chú bảy đâu rồi xem. Rồi hai chú bảy con hết nè, rồi vừa biểu diễn xong rồi. Giờ ông bò đang tập hát rồi nha. Oh.